bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tiết chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả, vuốt phi lao gió thổi trên bờ, buông vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi, trong nắng hồng bừng lên sáng ngời. Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, du lịch Việt Nam được nhà nước Việt Nam xem là một ngành kinh tế mũi nhọn vì cho rằng đất nước Việt Nam có tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú. Ngành du lịch tại Việt Nam chính thức có mặt khi Quốc trưởng Bảo Đại cho lập Sở Du lịch Quốc gia vào ngày 5 tháng 6 năm 1951. Ngày 9 tháng 7 năm 1960, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 26 CP về việc thành lập Công ty Du lịch Việt Nam. Công ty trực thuộc Bộ Ngoại thương, bất chấp những khó khăn của chiến tranh và thiếu thốn cơ sở vật chất. Từ đó, ngày 9 tháng 7 hàng năm cũng được chọn là ngày của du lịch Việt Nam nhằm ghi nhớ thời khắc lịch sử này, không ngừng trau dồi, phát triển để từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước. Với tiềm năng lớn, từ năm 2001, du lịch Việt Nam đã được chính phủ quy hoạch, định hướng để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ngày 22 tháng 1 năm 2013, Quy hoạch Tổng thể Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định rõ. Việt Nam có 7 vùng du lịch với 24 trung tâm du lịch, 46 khu du lịch quốc gia, 40 điểm du lịch quốc gia, 12 đô thị du lịch. Trong lịch sử hình thành ngày du lịch Việt Nam thì từ giai đoạn 2011, ngành cũng bắt đầu chú trọng đầu tư hình ảnh, xây dựng thương hiệu trên thị trường du lịch quốc tế với khẩu hiệu thể hiện được nét đẹp hấp dẫn trong mắt du khách. Cụ thể, khẩu hiệu của ngành du lịch Việt Nam qua từng giai đoạn như sau. 2001-2004, Việt Nam, điểm đến của thiên niên kỷ mới. 2004-2005, hãy đến với Việt Nam. 2006-2011, Việt Nam, vẻ đẹp tiềm ẩn. 2012 đến nay, Việt Nam, vẻ đẹp bất tận. Nhiều địa phương tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày du lịch Việt Nam nhằm kích cầu du lịch và cho nhiều tín hiệu tích cực. Năm 2019, ngành du lịch Việt Nam lập kỳ tích đầu tiên đón nhận 18 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,2% so với năm 2018. Giai đoạn từ 2015 đến năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng 2,3 lần, từ 7,9 triệu lượt lên 18 triệu lượt. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 22,7% mỗi năm. Việt Nam liên tục nằm trong nhóm những quốc gia có tốc độ tăng trưởng khách du lịch nhanh nhất thế giới. Năm 2019, du lịch Việt Nam nhận giải thưởng Điểm đến di sản hàng đầu thế giới do World Travel Award trao tặng, Điểm đến golf tốt nhất thế giới do World Golf Award trao tặng. Cùng với đó, World Travel Award cũng vinh danh Việt Nam là điểm đến hàng đầu châu Á 2 năm liên tiếp 2018-2019, Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á 2019, Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á 2019. Việt Nam yêu dấu xanh xanh lũy tre, suối đổ về sông qua những nương tre, dòng sông cuốn dồn về biển cả, lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời. Mùa xuân tới, muôn sóng dân sục sôi, đất nước tôi Việt Nam.